Vũ Canh Kỳ là bộ phim được chuyển thể từ cái tên Phong Thần Ký. Hiện tại Vũ Canh Kỳ đang rất hot và có số lượng khán giả vô cùng đông đảo trong truyền thuyết Phong Thần, một truyền thuyết gắn liền với câu chuyện lịch sử về cuộc chiến tranh giữa nhà Thương và nhà Chu. Trong đó Chu Vương luôn đóng vai trò là một ông vua hoang dâm vô đạo, vì say mê sắc đẹp của Đắc Kỷ mà trở thành bạo chúa khiến dân chúng cùng chư hầu bốn phương oán hận mà theo về với Chu Vương để lật đổ sự thống trị của nhà Thương. Nhưng sang đến Vũ Canh Kỳ thì cốt truyện lại đi ngược lại hoàn toàn so với truyền thuyết Phong Thần bạc mà các bạn đã nghe ở trên, và Vũ Canh Kỳ đem đến cho chúng ta một cái nhìn khác về sự diệt vong của Chu Vương. Ngay ở những tập đầu, Vũ Canh Kỳ đã gây bất ngờ cho khán giả bằng hình ảnh Chu Vương là một người anh hùng, luôn mong muốn giải thoát con người khỏi ách thống trị của thần tộc. Còn Đắc Kỷ lại là người con gái của thần tộc, quyết chí bản bội gia tộc để đi theo Chu Vương để đứng về phe loài người. Chính sự nổi dậy này của Chu Vương đã đem đến kết cục bi thảm cho nhà Thương, đó là bị chư thần diệt sát. Sau đó Chu Vương mới được các vị thần dựng lên để thay thần tộc cai quản con người. Một điểm đáng chú ý khác đó chính là sự pha trộn giữa các yếu tố phép thuật của thần tộc cùng các khả năng võ thuật tuyệt đỉnh của con người. Trong phim, thần tộc có một thứ vũ khí siêu việt tồn tại từ lâu khiến họ vượt lên trên loài người và thành kẻ thống trị, đó là thần lực. Còn con người thời kỳ này lại có một sức mạnh khác, đó là khí công, một sức mạnh mà chỉ các võ giả tối cao mới có thể tu luyện được. Chính sự pha trộn này đã tạo nên một thế giới hỗn độn giữa cái cũ và cái mới, khi mà thần lực, thứ sức mạnh có từ thời thượng cổ, phải đương đầu với khí công, loại sức mạnh mà con người mới khám phá được và đang dần được phổ biến trong giới võ giả. Không những thế, cách phân chia này cũng giúp tác giả bắt sức mạnh một cách hợp lý hơn cho nhân vật chính là Vũ Canh, con của Chu Vương và Đắc Kỷ. Vũ Canh sở hữu trong mình dòng máu lai giữa thần và người, do đó cậu ta có thể vừa sử dụng thần lực, vừa vận khí công. Chính sức mạnh được pha trộn trong dòng máu lai này đã giúp tác giả lý giải một cách hợp lý hơn về sức mạnh tiềm ẩn của nhân vật chính, thay vì sử dụng các tuyệt chiêu thông não và bắp niềm tin mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim khác. Khi xem phim, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khâm phục cách tạo hình nhân vật của nhà sản xuất khi đưa đến cho chúng ta hình ảnh một thần tộc kiêu ngạo, loài người yếu đuối, nhu nhược hay minh tộc cực kỳ hiếu chiến. Tất cả đã cùng tạo nên một bức tranh đa màu sắc về một thế giới xa xưa, nơi mà con người chưa hoàn toàn làm chủ được thế giới. Những vị thần bên ngoài thì tỏ ra thanh cao, nhưng trên thực tế thì coi mạng người như cỏ rác, thậm chí có những vị thần thường xuyên giết người chỉ để cho vui. Chính sự ác độc và kiêu ngạo này của thần tộc đã tạo nên một nguyên nhân hoàn chỉnh cho sự nổi dậy của Vũ Canh cùng U Minh tộc, một tộc người vốn từ xa xưa bị thần tộc đày xuống địa ngục. Drama liệt diễm chi Vũ Canh Kỳ xoay quanh nhân vật Vũ Canh, con trai của Vũ Trụ và Đắc Kỷ, trái mệnh thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ. Chu Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đắc Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Đình. Thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu. Vũ Canh đã trưởng thành, tự giải thoát mình khỏi kiếp nô lệ ra sao? Con người đã kháng mệnh thần tộc, lật đổ thần quyền như thế nào?